Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn phi giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: Các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp silo ác đổ xuống để chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: Anh coi đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: Thưa ông. Xin cứ để nó lại năm nay nữa tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Nếu các ông không sám hối thì cũng chết y như vậy. Anh chị em thân mến, con còn nhớ là trong một cái giờ học thần học, đến một thầy ở trong lớp mới cứ đứng lên để hỏi cha giáo một cái thắc mắc của thầy. Thầy hỏi thế này: Ê "Thưa cha, ông Juda Iscariot, một tông đồ mà lừa thầy bán thầy với 30 đồng bạc đấy, thì liệu ông ấy có được cứu độ không?" Ê cha giáo đăm chiêu một chút rồi trả lời: "Cái chuyện ông Juda được cứu hay không thì tôi không biết." có lẽ chỉ có Chúa và ông ấy biết thôi. Còn tôi thì tôi nghĩ thế này, có một cái câu hỏi khác quan trọng hơn mà thầy cần phải đặt ra cho chính mình đó là khi mà tôi chết liệu tôi có được cứu hay không? Cái đó quan trọng hơn nhiều. Thưa anh chị em, giống như bài tin mừng hôm nay, có một số người đến gặp Chúa Giêsu và báo cho ngài biết rằng nhiều người đã bị tổng trấn Pilato giết ngay khi họ lên đền thờ để dâng lễ. Họ nghĩ rằng những người đó chết là vì tội của họ gây ra. Và có một biến cố khác đó là có 18 người đang tập trung ở dưới chân một cây tháp và bị cái cây tháp ấy đè xuống và giết chết họ và theo suy nghĩ của người dân thì 18 cái người này chắc là tội lớn lắm, ác nghiệp lắm, nên mới phải chịu cái số phận thảm khốc như thế. Còn chúng tôi đây thì chúng tôi chưa chết, bởi vì chúng tôi có lẽ tốt hơn, không có làm nhiều điều ác như họ. Để đứng trước hai cái sự kiện này, Chúa Jesus cho rằng không phải họ chết là vì họ tội lỗi hơn, những người khác đâu. Và không phải ông bà anh chị em tốt hơn những người đó đâu. Và ngài nói thẳng với họ, nếu các ông mà không hối cải thì các ông cũng sẽ chết hết y như thế. Như vậy thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu muốn nói rằng đừng kết án ai cả, đó là việc của Thiên Chúa. Về phần chúng ta, hãy tự hỏi mình, liệu tôi có sống đẹp lòng Chúa hôm nay không? Nếu chưa đẹp lòng Chúa thì hãy hối cải đi, hãy thay đổi đời sống đi. Nếu không thì tôi cũng sẽ chết và thậm chí là cái chết còn thê lương hơn cả những người xấu số được nhắc đến trong bài tin mừng. Nhưng mà người ta thường nghĩ rằng họ đâu có phạm tội gì ghê gớm đâu nên mà phải hối cải. Không giết người, chẳng ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, và chẳng làm hại ai bao giờ Biết được điều đó Truy Su đã ví Cái tình cảnh của những con người Mà có suy nghĩ như vậy Giống như cây vả Ở trong rụng ngôn Mà ta vừa nghe Cái cây vả thì nhìn Rất là tươi tốt xum xuê Chỉ có điều là nó không có sinh hoa trái gì cả Và đó là điều Mà ông chủ muốn chặt nó đi Chúng ta Cũng có thể nghĩ như vậy mình sống rất là đàng hoàng chẳng có gì phải sám hối cả nhưng mà chúa bảo con có sinh hoa kết trái trong đời con hay không và đây cũng là điều mà ta ít khi xét mình trong khi đi xưng tộ ta xét mình thì thường là ở những cái phương diện tiêu cực thôi như là tôi có ăn trộm có ăn cắp có cờ bạc rượu chè có đánh đập người này người kia không và liên hệ đến những điều này có lẽ đa số chúng ta sẽ trả lời là không con không có phạm những cái tội này nhưng có một cái điều mà ít khi ta lưu tâm để ý trong việc xét mình đó là cái tội về đức bắc ái rất có thể là ta chẳng làm gì hại ai Cây cối của đời ta vẫn xanh tươi như cây vả ở trong tin mừng Nhưng ta lại sống vô tâm, vô tình với những người xung quanh ta Ta sống ích kỷ chỉ biết có bản thân mình Còn ta chẳng cần biết vợ con ta đang đau khổ thế nào Chồng ta đang mệt mỏi mà ta vẫn đi tìm niềm vui riêng Để mà bỏ bê con cái Thấy hàng xóm đói khổ trong khi ta có của ăn của để mà ta vẫn cứ làm ngơ thấy người xung quanh cô đơn thất vọng mà ta chẳng một lời hỏi thăm động viên khích lệ đọc thấy ở trên báo ở trên internet những cuộc chiến tranh xung đột làm cho biết bao nhiêu người dân vô tổ những phụ nữ trẻ em phải chết một cách oan uổng mà lòng của ta vẫn tỉnh bơ chẳng cảm thấy xốn sang, phiền não gì, vân vân. Đây chính là điều mà ta được mời gọi phải xét mình và phải ăn năn hối cả mỗi ngày. Và vào ngày cuối của đời ta, một trong những cách mà Chúa sẽ xét xử ta dựa vào cái điều này đó là Xưa ta đói, các ngươi có cho ta ăn không? Ta khát, có cho uống? Trần chuồng, rách rưới có cho mặc? đau yếu ngồi tù có đến viếng thăm khẩm. Tóm lại, bài tin mừng hôm nay mời gọi ta hãy sống tâm tình hối cải Và hối cải không chỉ vì những điều xấu ta đã gây ra để đừng có làm nữa, mà cả những điều tốt mà nhiều khi ta đã không làm cho tha nhận. Xin Chúa Giêsu là Đấng đã đến làm người và ở giữa chúng ta. Đấng đã chấp nhận cái chết thập giá vì thương ta và muốn cho ta được hạnh phúc để giúp cho chúng ta cảm nhận được tình thương lớn lao của Ngài. Xin Chúa Giêsu giúp cho chúng ta cũng biết chia vui sẻ buồn với người khác, cũng biết hy sinh thời gian, tiền bạc tùy theo khả năng của mình để mà nâng đỡ khích lệ, động viên những người nghèo khổ hơn mình. Để một ngày kia ta cũng được hưởng hạnh phúc với Chúa trong tiệc vui muôn đời trên nước trời. Amen.